Thanh Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Nóng Đất Việt. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái để xem hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Đừng bắt người bệnh phải trả giá. Thưa quý vị, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác y tế và phòng chống dịch bệnh mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế có các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tháo gỡ khó khăn, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Như vậy, Chính phủ đã xác định rõ trách nhiệm của Bộ Y tế về vấn đề này. Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được hơn 225,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ sử dụng đạt 98,6%. Trong đó, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm các mũi 1, 2, 3, 4 tương ứng là 100%, 100%, 64,5% và 11,5%. Trong tháng 5 năm 2022, cả nước triển khai được khoảng 3 triệu liều mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đáng chú ý, nếu tiến độ tiêm mũi 3 trong tháng 6 năm 2022 chỉ đạt khoảng 3 triệu liều như trong tháng 5 năm 2022, thì đến hết quý 2 năm 2022, dự báo chỉ đạt khoảng gần 70%. Riêng đối với nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiến độ triển khai tiêm rất chậm, có khả năng không sử dụng hết số vaccine đã tiếp nhận. Qua 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát suốt hơn 2 năm, mọi người đã cùng thừa nhận vai trò lá chắn bảo vệ của vaccine. Và ngược lại, nếu chậm hoặc không tiêm sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại. Thế nhưng khi dịch COVID-19 về cơ bản được kiểm soát, các biện pháp phòng chống được nới lỏng thì đã xuất hiện tâm lý chủ quan. Thậm chí gần đây với việc tiêm mũi thứ tư, truyền thông còn nêu vấn đề, khi COVID-19 đã được kiểm soát thì có cần tiêm nữa không? Kiểu thông tin nghi vấn này là cảm tính, thiếu trách nhiệm, không có căn cứ khoa học. Vì rằng, không chỉ các chuyên gia y tế Việt Nam, mà cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới đều khẳng định tiêm mũi thứ tư là cần thiết. Nhìn ra thế giới, các quốc gia Âu Mỹ hay là Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia có nền y học tiên tiến, có hệ thống y tế hiện đại, thì họ vẫn tiếp tục đề cao vai trò của vaccine như một lá chắn thép bảo vệ sức khỏe con người, kể cả khi đại dịch COVID-19 đã dần trở thành bệnh cúm thông thường. Vậy thì với Việt Nam, bài học đau xót hơn 4.000 người thiệt mạng vì dịch COVID-19 càng nhắc nhở chúng ta không một giây phút nào được chủ quan. Việc chậm tiêm mũi 4 có phần tâm lý người dân, nhưng cũng có phần trách nhiệm của ngành y tế và chính quyền các địa phương. Thật khó hiểu khi một số tỉnh thành đã đề nghị trả lại hoặc chuyển, không tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19. Về thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế, gần đây không chỉ các cơ sở y tế mà cả người dân cũng cho biết đang rất thiếu. Đây phải coi là vấn đề nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Thật đáng lo ngại khi không phải do thiếu tiền mua sắm mà do ngại, sợ sai nên không dám tổ chức đấu thầu mua sắm. Nếu như vậy, chỉ để an toàn cho mình, các cơ sở y tế đã chối bỏ trách nhiệm cao cả là trị bệnh cứu người. Và còn đáng trách hơn, trong khi bệnh viện thiếu thuốc thì các nhà thuốc bên ngoài vẫn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không được sử dụng đầy đủ, người bệnh phải trả giá theo đúng nghĩa đen của từ này nếu muốn có thuốc điều trị. Người bệnh bị đẩy ra khỏi hệ thống phúc lợi xã hội, kể cả quyền lợi chính đáng họ phải được hưởng từ bảo hiểm y tế, phải bỏ tiền túi ra mua thuốc bên ngoài với giá cao để chống chọi với bệnh tật. Có ý kiến cho rằng đó là cách y tế đang gây sức ép. Không, không thể như vậy. Ngành y các thầy thuốc luôn được xã hội tôn vinh. Những sai phạm trong ngành y thời gian qua bị xử lý là đúng quy định của pháp luật. Có lẽ là công bằng, nếu đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế công khai, minh bạch, không bắt tay nhau để trục lợi, thì làm sao phải vướng vòng lao lý. Một số đối tượng vi phạm pháp luật bị xử lý không thể là lý do làm tê liệt hoạt động của cả một ngành. Vì thế, việc Chính phủ nêu rõ, Bộ Y tế phải có giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế là điều rất cần thiết. Vấn đề còn lại là hành động của lãnh đạo Bộ Y tế ra sao mà thôi. Thủ đoạn trục lợi kit xét nghiệm của Giám đốc CDC Đà Nẵng và đồng phạm. Thưa quý vị, khi xét nghiệm, các bị can yêu cầu nhân viên bớt xén sinh phẩm. Số sinh phẩm bớt xén này đem giao cho ông Phan Quốc Việt. Ông Việt bán lại cho thành phố Đà Nẵng và đưa tiền cho các bị can nói trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh, sinh năm 1964, Giám đốc CDC Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ Luật Hình sự. Cùng bị khởi tố về tội danh trên, công an đã bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982, trú tại quận Hải Châu, cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Lê Thị Kim Chi, sinh năm 1986, trú tại quận Thanh Khê, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng. Công an Đà Nẵng xác định từ năm 2020 đến 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được thành phố Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch.
Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong quá trình thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng đã chỉ đạo nhân viên bớt xén các loại sinh phẩm mua từ công ty Việt Á và các nguồn tài trợ khác. Người này sau đó thực hiện việc báo cáo không trung thực nên trên thực tế đã làm dư ra số lượng sinh phẩm và để ngoài sổ sách. Cụ thể, đối với sinh phẩm tách chiết thủ công RNA COVID-19, quy cách đóng gói là 50 kit trên hộp, tương đương với 50 mẫu xét nghiệm. Quá trình xét nghiệm do bớt xén nên mỗi hộp dư ra 2-3 kit. Đối với sinh phẩm tách chiết tự động RNA, quy cách đóng gói là 960 kit trên thùng, tương ứng 960 mẫu xét nghiệm và do bớt xén khi sử dụng nên mỗi thùng thường dư ra khoảng 192-288 kit. Đối với sinh phẩm xét nghiệm PCR COVID-19, mỗi kit tương ứng với một mẫu xét nghiệm. Trong năm 2021, CDC Đà Nẵng nhận nguồn tài trợ sinh phẩm Real-Time RT-PCR, hãng Cogen Hàn Quốc từ công ty Phương Trang. Loại sinh phẩm này trong thực tế sử dụng một kit có thể chạy 2 mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, trên sổ sách, báo cáo tiêu hao sinh phẩm của CDC Đà Nẵng thì mỗi kit của hãng Cogen Hàn Quốc chỉ chạy một mẫu xét nghiệm. Mẫu còn lại được báo cáo là chạy kit của công ty Việt Á. Việc này làm số lượng kit test Việt Á trên báo cáo tiêu hao tăng lên và dư ra một số lượng lớn kit Việt Á trên thực tế. Tháng 7 năm 2020, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cùng một số nhân viên đến CDC Đà Nẵng để hỗ trợ xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Lúc này, bà Nhàn nhờ ông Việt hợp thức hóa số kit dôi dư. Ông Việt trao đổi với ông Tôn Thất Thạnh xin chủ trương giải quyết số kit test bớt xén được bằng cách chuyển cho Việt Á. Đổi lại, Việt Á sẽ gửi tiền cho ông Thạnh, bà Nhàn và một số người khác liên quan bằng giá trị của số hàng thực hiện. Sau thống nhất, bà Nhàn nhiều lần giao số kit test dôi dư cho nhân viên công ty Việt Á hoặc phân công nhân viên khoa xét nghiệm là Lê Thị Kim Chi đi giao. Tổng số sinh phẩm và vật tư mà bà Nhàn và Chi đã giao lại cho công ty Việt Á là 21.000 kit tách chiết tự động, 10.000 kit chiết tách thủ công, 2.400 kit xét nghiệm PCR và 74.500 mẫu túp rỗng 1,5ml với tổng giá trị được xác định là 4,063 tỷ đồng. Phan Quốc Việt sau khi nhận số kit này đã chỉ đạo cho nhân viên tiếp tục bán cho thành phố Đà Nẵng bằng các hợp đồng sau đó, hoặc giao cho các đơn vị có nhu cầu mua sinh phẩm của công ty Việt Á. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Nguy cơ hủy bỏ vaccine COVID-19 do tiêm chậm, Bộ Y tế sẽ làm gì? Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 còn chậm, nhất là tiêm mũi 3, mũi cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Có tình trạng tồn đọng nhiều vaccine tại Trung ương và các địa phương, dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ nếu không đẩy mạnh tiếp nhận vaccine và tiêm chủng. Tâm lý chủ quan và nguy cơ bùng phát dịch. Tại cuộc họp trực tuyến về công tác y tế và phòng chống dịch bệnh ngày 20 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, từ cuối tháng 3 đến nay, dịch COVID-19 có xu hướng giảm tương đối ổn định. Những ngày gần đây, cả nước ghi nhận dưới 700 ca trên ngày, thấp nhất trong gần 12 tháng qua, thời kỳ đỉnh dịch trên 170 ca trên ngày. Trong 30 ngày qua, có 21 ngày không ghi nhận ca tử vong. Tại Việt Nam, gần đây, biến thể Omicron được ghi nhận chiếm chủ đạo với các nhánh phụ BA.2, BA.2.3, BA.2.3.2, trong khi biến thể phụ BA.5 đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến số ca mắc COVID-19 tăng trong thời gian tới. Ông Tuyên nhận định, với diễn biến dịch bệnh trên thế giới có thể xảy ra hai tình huống. Thứ nhất, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa nhưng đã có miễn dịch cộng đồng nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp, dịch không còn nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng. Thứ hai, biến thể mới nguy hiểm hơn xuất hiện, có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine hoặc miễn dịch khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên. Dịch có nguy cơ bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, tiêm nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân có ý thức phòng chống dịch. Theo ông Tuyên, một số nơi xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là đối với việc tiêm vaccine, có tâm lý sợ trách nhiệm khi không tiếp nhận vaccine, đã quyết định phân bổ. Thậm chí, có tâm lý chủ quan của người dân sau khi mắc bệnh khỏi không muốn tiếp tục tiêm vaccine do không được cung cấp thông tin cụ thể về việc người đã tiêm chủng đủ các liều cơ bản, vẫn cần tiêm nhắc lại do miễn dịch do vaccine tạo ra giảm theo thời gian, vẫn có nguy cơ mắc bệnh hoặc tái nhiễm khi có biến chủng xuất hiện. Công tác vận động, huy động người dân tham gia tiêm chủng tại địa phương chưa hiệu quả. Phương án xử lý. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ, Quảng Ninh đã phân cấp rõ trách nhiệm ở từng cấp cho chính quyền cơ sở, lực lượng công an, y tế. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Quảng Ninh tổ chức tiêm tuyệt đối an toàn. Điểm tiêm càng xa thì càng phải tổ chức đầy đủ kíp cấp cứu để người dân yên tâm. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, chậm nhất ngày hôm nay, Bộ Y tế sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc tiêm vaccine mũi 4. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương có văn bản chỉ đạo cụ thể việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4.
Ngành y tế xây dựng phương án tiêm cụ thể ở từng khu vực để chủ động ra soát, tổng hợp, thống kê, không bỏ sót danh sách người tiêm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội phải vào cuộc vận động người dân tham gia tiêm chủng. Đặc biệt, Sở Y tế các địa phương phải tham mưu việc tiêm vaccine cho tất cả các đơn vị, cơ quan đóng trên địa bàn, quyết liệt thực hiện tiêm trong các doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Nhấn mạnh một trong những giải pháp kiểm soát dịch bệnh trước đây và trong tương lai là bao phủ tiêm vaccine. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước trong việc mở rộng đối tượng tiêm mũi tăng cường, mũi 3, mũi 4, hạ thấp độ tuổi trẻ em được tiêm vaccine. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải hệ thống lại tất cả các văn bản để hướng dẫn chi tiết việc tiêm vaccine tăng cường, các địa phương thống nhất số lượng mũi tiêm với các nhóm đối tượng cụ thể, đồng thời tăng cường tuyên truyền thông tin, đặc biệt với các chủng mới có thể xuất hiện, làm rõ các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine để vận động người dân đi tiêm an toàn trong thời gian trước mắt và lâu dài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần gương mẫu trong thực hiện tiêm vaccine và có chế tài xử lý phù hợp